đoàn tiết niệu Đông Nam Á là tập hợp của 10 hội tiết niệu của 10 quốc gia trong tổ chức ASEAN. Và sau đại dịch Covid á, là đây là lần đầu tiên là Liên đoàn Tiết niệu Đông Nam Á tổ chức trực tiếp trở lại sau một thời gian vắng bóng. Về quy mô tổ chức á, thì năm 2009, tức là 14 năm trước á, thì ở Việt Nam chúng ta đã được có hân hạnh là đăng cai tổ chức một lần cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 14 năm thì cái hội nghị Niệm khoa Đông Nam Á lại quay trở lại Việt Nam. Và lần này á, Bệnh viện Tâm Anh chúng ta được đăng cai đứng ra tổ chức với sự kết hợp của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam và Hội Tiết niệu Thận học thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái cơ hội lớn cho thứ nhất á, là các bác sĩ tiết niệu của Việt Nam có cơ hội được tiếp xúc các báo cáo viên nước ngoài để cùng trao đổi những kiến thức về bệnh học, về các phương pháp điều trị của các quốc gia lân cận có nhiều điểm tương đồng với chúng ta. Cái cơ hội thứ hai là Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh tuy là non trẻ, mới có 3 năm mà chúng ta có thể đứng ra đăng cai tổ chức một cái hội nghị tiết niệu lớn có tầm cỡ vùng như vậy để thể hiện cái sự lớn mạnh của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nói chung và khoa tiết niệu thận học Nam học của Bệnh viện Tâm Anh nói riêng. Bệnh viện Tâm Anh đã đạt được về cái khoa học kỹ thuật về nội soi đảm bảo mức độ hiện đại. Thứ hai là tạo hình từng bộ phận một của tiết niệu thận học thì đã làm rồi và đang chuẩn bị để tiến hành vấn đề ghép thận. Từ ba cái mức độ hiện đại khoa học kỹ thuật đỉnh cao ấy, Bệnh viện Tâm Anh đã đạt được. Cho nên là được sự tín nhiệm các nước trên quốc tế và ở các nước ở khu vực và các bệnh viện trong nước. Và chính vì thế cho nên khi Bệnh viện Tâm Anh nhận đăng cai tổ chức thì đã được sự ủng hộ của các nước bạn trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và các bệnh viện trong nước. Để tổ chức cái hội nghị này chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị, không phải chúng ta chỉ chuẩn bị trong một cái thời gian ngắn. Chúng ta đã dự kiến gần một năm trước về cái phương diện tổ chức, chúng ta đã phải có dự kiến những cái nội dung về chuyên môn. Chúng ta sẽ xem coi cái hội nghị sẽ cần thiết những cái lĩnh vực chuyên môn nào liên quan đến vấn đề tiết niệu để chúng ta có thể chuẩn bị các cái bài vở và mời các cái chuyên gia tham gia vào chuẩn bị các cái báo cáo. Chúng ta thấy rằng là nếu khi chúng ta đã tổ chức được thành công cái hội nghị tiết niệu Đông Nam Á này, từ đó chúng ta có thể tổ chức nhiều các cái hội nghị lớn hơn. Với điều kiện của Bệnh viện Tâm Anh hiện nay, điều kiện về cơ sở vật chất, chúng ta có hẳn một cái viện nghiên cứu, có được các cái hội trường lớn đủ các cái sức chứa để mời các chuyên gia ở các nước đến cùng tham dự và phối hợp chúng ta trong cái việc tổ chức những cái hội nghị khoa học nó mang tính chất tầm cỡ của khu vực và thế giới.